Công chúa Soga hỏi, thưa, người ta bị trói buộc ra sao? Vị thầy đáp, pháp tánh không tạo tác mà con kinh nghiệm trong lúc dựa vào thiền định, phải được áp dụng vào thực hành trong mọi hoàn cảnh hậu thiền định. Hoặc đi, đứng, nằm hay ngồi, nhờ không hề lìa khỏi sự thực hành pháp này, dù con thực hiện bất cứ hoạt động hàng ngày nào, con sẽ luôn an trụ trong trạng thái của pháp tánh. Do vậy, sự thiền định của con sẽ vượt lên thời khóa. Nói chung, thiền giả giam cầm thân, khẩu ý của họ mà không áp dụng những điểm cốt tủy của thiền định là bị trói buộc. Hãy nhớ điều này trong tâm. Đạo sư Bát Ma nói, nếu không thực hành cúng dường và sám hối, con sẽ không tịnh hóa được những che chướng của nghiệp. Công chúa Soga hỏi, thưa, điều đó nghĩa là gì? Vị thầy đáp, vào lúc áp dụng những giáo huấn khẩu truyền vào thực hành, con nên làm cái được gọi là lấy những hoạt động giáo pháp là con đường của mình. Đó là, con cần chuyển hóa thành con đường vô điều kiện những hoạt động pháp của sự thiền định. Cúng dường, đi nhiễu, làm tượng Sasa và Toma, tức một loại bánh, đọc lớn tiếng, tụng ca, sao chép kinh văn, vân vân. Hãy thực hiện những hoạt động này một cách liên tục. Do bám chấp, mệt mỏi, nhàm chán vân vân, thì con sẽ không đạt được mục tiêu chính. Nói chung, nếu thực hành với sự tạo tác ý niệm, bất cứ hành động đạo đức nào con thực hiện sẽ chỉ sinh ra những kết quả hạnh phúc của sinh tử. Chúng sẽ không trở thành con đường giác ngộ. Như vậy là vô ích. Thế nên, hãy thực hiện bất kỳ hành động đạo đức nào của thân, khẩu, ý một cách kỹ lưỡng ở trong trạng thái vô niệm. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Đạo sư Bát Ma nói, nếu không hoàn thiện những dấu hiệu qua thực hành pháp, sự hướng dẫn không thực sự có kết quả. Công chúa Soga hỏi, thưa, điều đó nghĩa là gì? Vị thầy đáp, những dấu hiệu bên trong là sự hỷ lạc, trong sáng và vô niệm hé lộ trong con. Thoát khỏi bám chấp vào hình tướng và trụ nơi những cảm xúc phiền não, những tư tưởng của con tự giải thoát. Những dấu hiệu bậc trung của việc phát hiện những ân phước của giáo pháp là khi những ân phước xuất hiện tự nhiên trong thân và khẩu con. Khi con có thể cắt đứt những cảm xúc bất thiện và vượt qua những khó khăn, và khi bệnh tật, những thế lực tiêu cực và Mara không thể lừa gạt con. Những dấu hiệu bên ngoài của việc tâm con được tự do nhờ thực hành pháp là khi thoát khỏi tám mối quan tâm thế gian, sự ràng buộc bởi chấp ngã của con được cởi bỏ và tiêu tan. Nói chung, sự tin chắc sẽ không phát sinh nếu vị thầy dạy pháp thiếu khả năng. Thế nên, điều quan trọng nhất là hãy kết nối với vị thầy có dòng truyền không gián đoạn của các bậc thành tựu kỳ diệu. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Đạo sư Bát Ma nói, những giáo huấn uyên thâm không có sách vở. Công chúa Soga hỏi, thưa, điều đó nghĩa là gì? Vị thầy đáp, khi một vị thầy phi thường trao truyền một giáo huấn uyên thâm, ngay cả dù chỉ một câu cho một đệ tử xứng đáng áp dụng vào thực hành, người đệ tử sẽ phát sinh niềm tin vững chắc và sẽ thành tựu đạo quả. Soga, tâm bất sinh của con là trống không, quang minh và tỏa khắp. Hãy kinh nghiệm nó thường trực. Nói chung, nếu vị thầy giáo pháp là tuyệt hảo, con sẽ có những giáo huấn uyên thâm dù con đi bất kỳ đâu. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Đạo sư Bát Ma nói, bất kỳ giáo lý nào con thực hành, nếu không vì lợi ích của chúng sanh, thì sự thực hành đó sẽ dẫn đến trạng thái đại định của bậc thanh văn. Công chúa Soga hỏi, thưa, sự thực hành đó sẽ dẫn đến trạng thái ra sao? Vị thầy đáp, khi áp dụng những giáo huấn khẩu truyền vào thực hành,
còn thực hành Phật tâm để đạt giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Nó là sự hoàn thành lợi ích cho người khác. Điều đó không phải là mục đích của những thừa thông thường. Mong muốn chính mình được an bình, hạnh phúc, được tự tại và giải thoát thuộc về tiểu thừa. Nói chung, mong muốn an lạc chỉ cho chính mình là nguyên nhân của đau khổ. Điều đó là vô ích. Người thực hành chỉ tìm kiếm cho riêng mình, hiếm khi được hạnh phúc. Do vậy, điều cốt lõi là chính con nỗ lực chỉ vì lợi ích của người khác. Khi thực hành vì lợi ích người khác, con có thể thoát khỏi tính vị kỷ. Nhưng lợi ích của chính con sẽ tự nhiên thành tựu. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Đạo sư Bát Ma nói, nếu không tuân thủ thực hành của con với lòng bi phi ý niệm, mọi thiện căn của con đã thực hiện sẽ đi đến lãng phí. Công chúa Soga hỏi, thưa như vậy là sao? Vị thầy đáp, một thiện căn nếu là ý niệm thì không thể tăng lên và do vậy sẽ bị tiêu hao. Nếu một hành động đạo đức được tuân hành bằng sự hồi hướng phi ý niệm thì thiện căn đó không thể cạn kiệt và do vậy là nguyên nhân chính của giác ngộ tối thượng. Ý nghĩa của phi ý niệm là gì? Nó có nghĩa không quan niệm về cái tôi, không quan niệm về người khác và không quan niệm về thiện căn. Hãy tan hòa hoàn toàn ý niệm của con vào tánh không. Nói chung, một thiện căn là không lỗi khi đi theo phi ý niệm. Suy nghĩ với mục tiêu là mình làm một hành động thiện và hướng đến việc đạt được lợi hay danh là làm sai sự hồi hướng. Khi một hành động thiện được làm để đạt danh tiếng kết hợp với sự hồi hướng của vị mục đích đó, việc thiện không thể tăng lên. Vậy, điểm quan trọng nhất là hoàn toàn tịnh hóa ba ý niệm, gồm chủ thể, đối tượng và hành vi. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Đạo sư Bát Ma nói, một thiện căn với phương tiện thiện xảo có thể soi sáng cho mọi thứ khác. Công chúa Soga hỏi, thưa, điều đó nghĩa là gì? Vị thầy đáp, nếu con muốn áp dụng giáo huấn khẩu truyền một cách khéo léo, hãy tu hành thực nghĩa và niêm phong nó với sự hồi hướng phi ý niệm. Bằng cách ấy, con sẽ soi sáng những thực hành trong thế giới hình tướng. Và do vậy, thiện căn sẽ gia tăng dù con thực hành bất cứ pháp nào. Tóm lại, điểm quan trọng nhất là hãy làm cho thiện căn của con không cạn kiệt và gia tăng liên tục cho đến khi con đạt giác ngộ tối thượng. Trong mọi trường hợp, hãy từ bỏ mọi bám chấp vào sự hồi hướng, đối tượng hồi hướng và người hồi hướng, không để lại một dấu vết nào. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Vị thầy hóa thân Bhamakara nói, bằng cách đi với ba người bạn đồng hành hài hòa này, con sẽ miễn nhiễm với những che chứng của Mara. Công chúa Soga hỏi, thưa điều đó nghĩa là gì? Vị thầy đáp, phát sinh lòng sùng kính hướng đến vị thầy chân chính hài hòa và quán tưởng Ngài luôn ngự trên đầu con để cầu nguyện và cúng dường. Hãy giữ liên hệ với những bạn hữu hài hòa thực hành giáo lý với cùng Samaya như con. Không phấn đấu vì mục tiêu hay vật chất thế gian, mà quyết tâm mưu cầu hành động thiện cho tương lai. Hãy gắn mình vào những giáo huấn hài hòa không hư hoại đó và đưa chúng vào thực hành qua những nguyên lý uyên thâm về giai đoạn phát triển và thành tựu phù hợp với thực hành đích thực của một vị thầy thành tựu. Nếu không lìa ba điều trên, con không thể bị thương tổn bởi những che chứng của Mara. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành Pháp, điều cần thiết là hãy đặt một nền tảng tốt đẹp. Công chúa Soga hỏi, thưa điều đó làm ra sao? Vị thầy đáp, trước hết, nếu không có sự tích lũy công đức, con sẽ không gặp được vị thầy sở hữu những giáo huấn khẩu truyền. Nếu thiếu nghiệp tương tục của những tu hành trước, con sẽ không hiểu giáo lý. Nếu thiếu niềm tin đặc biệt và sùng kính,
con sẽ không nhận được những công đức của vị thầy. Nếu thiếu nguyện, kỷ luật, samaya, con sẽ vi phạm gốc rễ của thực hành pháp. Nếu không được dẫn dắt bởi những giáo huấn khẩu truyền, con sẽ không biết cách thiền định ra sao. Nếu thiếu siêng năng và kiên trì, con sẽ không đi vào con đường thực hành và đức hạnh của con sẽ sa vào lười biếng. Nếu tâm con không thành thật chuyển khỏi những mưu cầu của luân hồi, con sẽ không vượt tới sự viên mãn trong thực hành pháp. Nếu mọi yếu tố này xảy ra cùng lúc, sẽ có thành tựu trong thực hành pháp. Sự thành tựu giác ngộ tối thượng tùy thuộc vào sự trùng hợp của nhiều nguyên nhân và điều kiện. Vậy hãy tinh tấn. Tóm lại, nhằm từ bỏ những gì nên từ bỏ và hoàn thiện những gì nên hoàn thiện, đừng để thân, khẩu, ý hướng vào những chuyện thông thường, mà hãy tự nỗ lực và kết quả sẽ ưu việt. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Đạo sư Bát Ma nói, biết về giáo pháp là không ích lợi. Con hãy ghi nhớ trong tâm và hãy đưa nó vào thực hành. Nói chung, nếu con lấy tâm mình làm nhân chứng để tự nỗ lực trong những hành động mà Tam Bảo sẽ không xem thường, kết quả lâu dài sẽ luôn hoàn hảo. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Công chúa Soga hỏi, thưa, người ta nên làm điều gì khi thực hành? Vị thầy đáp, mở rộng sự hiểu biết về kiến giải, không thiên vị với những giáo lý. Trụ trên ngai thiền định, hãy cô động mọi giáo lý trong tâm con. Mở rộng cánh cửa hành động, tức hạnh, không mâu thuẫn giữa kiến và hành. Có sự xác tín của quả, hãy để sinh tử và niết bàn bình đẳng như pháp tánh. Hiểu được những giới hạn để giữ gìn samaya, hãy tuân theo ba bậc nguyện, tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa. Làm theo cách này, sự thực hành pháp của con sẽ không lỗi. Nói chung, đừng để việc thực hành pháp thành nhàm chán vì không thâm nhập vào lòng và không áp dụng vào thực hành. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Đạo sư Bát Ma nói, trong tương lai, khi thời đại đen tối của sự suy đồi xảy đến, một số người tuyên bố là hành giả sẽ mong muốn được dạy người khác mà không được sự cho phép. Tự họ không thực hành lại hướng dẫn người khác thiền định. Tự họ không giải thoát lại đòi ban những giáo huấn để giải thoát. Không từ bỏ tính vị kỷ, họ lại dạy người khác nên rộng lượng và buông bỏ sự trói buộc của bám luyến. Không hiểu biết chút nào về hành động thiện hay ác của mình, họ diễn đạt dông dài về thiện hay ác một cách thông suốt. Bản thân họ không ổn định lại tuyên bố làm lợi ích cho người khác. Ta nghĩ sẽ có nhiều người nhân danh giáo pháp làm điều giả đạo đức, gạt gẫm và lừa dối. Mọi người trong tương lai thực hành pháp hãy đọc bản di chúc viết tay này của thầy tu khất sĩ Bhamakara và tự mình khảo nghiệm. Hãy quan sát những khuyết điểm của sinh tử khổ đau, vì hiển nhiên rằng mọi sự của đời này là vô thường. Hãy chuyển tâm hướng vào trong con và suy nghĩ kỹ. Hãy lắng nghe về những chuyện đời của các vị thầy thành tựu ở quá khứ đã thực hành kỷ luật tự thân ra sao. Hãy tìm một vị thầy đủ khả năng và phục vụ Ngài với thân khẩu ý sùng kính. Trước tiên, đừng kết thân với Ngài như một mối quan hệ bình đẳng, mà phải cắt đứt những quan niệm sai lầm trong việc học hỏi và thiền định. Kế tiếp, hãy duy trì sự thực hành liên tục và tự nỗ lực với sự kiên trì. Sau cùng, thâm nhập giáo pháp vào tâm con nhờ thực hành và áp dụng những đối trị cảm xúc phiền não. Luôn giữ giới luật và samaya không vi phạm. Đừng thực hành không liên tục hay trì hoãn, mà hãy giữ hứa nguyện của con và lập tức áp dụng. Dù ta, một khất sĩ đã đạt thành tựu, ta không bao giờ tìm thấy thời gian để sao lãng. Thấy tất cả chúng sanh lạc đường bị hành hạ bởi những mưu cầu, ảo tưởng của luân hồi, bị những cảm xúc phiền não và nghiệp xấu, ta thấy muốn khóc, lòng ta đau đớn vì thất vọng và khổ não. Đã có thân người và nhận thức được những kết quả của hạnh phúc
hay đau khổ của hành vi. Những người không cố gắng đạt giác ngộ trong đời này và không thực hành ngay cả chỉ một thời quy y, lại theo đuổi những mưu cầu, tham vọng, giải trí và hưởng thụ của đời này và tích tụ ác nghiệp, đều không có tấm lòng. Trái tim của họ đã mục rữa. Quỷ ma của Mara đã xâm chiếm tâm họ. Họ bị bạn bè quỷ quái lừa gạt. Nếu tận đáy lòng giao phó mình cho Tam Bảo và thực hành để đạt giác ngộ trong một đời, chắc chắn Tam Bảo sẽ không dối gạt con. Chắc chắn con sẽ không bị đau khổ vì muốn thực phẩm hay quần áo. Người tuyên bố thiếu thực phẩm hay quần áo để thực hành pháp, không có thời gian thọ quy y hay thực hành tâm linh, và nói rằng họ không có thời gian rảnh rỗi, là những người tự lừa gạt mình một cách đáng xấu hổ. Ngay bây giờ, trong lúc các căn của con còn tốt và có thời gian rảnh rỗi, nếu không tự nỗ lực thực hành để đạt giác ngộ, chẳng bao lâu nữa con sẽ bị gió nghiệp cuốn đi, đến gặp tử thần và gặp hiểm nguy lúc cận tử. Vào lúc đó, con sẽ sợ hãi dữ dội, cố suy nghĩ vì mọi điều có thể cứu vãn, nhưng đã quá trễ. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Nói chung, khi thực hành pháp, con sẽ không thành công nếu không mang lấy cái chết trong tâm. Hỡi những người có khả năng của thế hệ tương lai, không có sự giả dối nào trong lời khất sĩ Bhamakara. Dù các ngươi theo đuổi bất kỳ điều gì, hãy cố gắng mạnh mẽ để khỏi hối tiếc vào lúc chết. Hãy cẩn thận và tinh tấn với khao khát có thể giúp đỡ người khác. Giáo lý này được đặt tựa là tràng hoa pha lê của sự thực hành không lỗi. Tâm cốt tủy biểu lộ như cam lồ bất tử, với thân khẩu ý tôn kính và sùng mộ của tôi, Soga xứ Kachin đã khẩn cầu vị thầy hóa thân Bhamakara. Vì lợi ích của những thế hệ tương lai, tôi soạn thảo, viết lại và cất giấu bản văn như một kho tàng vì không thể truyền bá lúc này. Khi gặp người may mắn, nguyện giáo huấn này được áp dụng vào thực hành. Đây là giáo lý về tràng hoa pha lê thanh tịnh của sự thực hành không lỗi. Niêm phong kho tàng, niêm phong cất giấu, niêm phong giao phó.